Kính thưa quý vị, lại xả súng tại Hàn Quốc, 4 người chết. Chỉ 2 ngày sau khi xảy ra một vụ xả súng làm 3 người chết, dư luận Hàn Quốc ngày 27 tháng 2 lại chấn động bởi một vụ xả súng nữa tại phía tây nam Hán Thành, làm 4 người, trong đó có một cảnh sát thiệt mạng. Theo hãng thông tấn Yonhap, cảnh sát nhận được điện thoại vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 2 từ một người đàn ông trình báo rằng bác của người này đã bắn chết bố mẹ cô tại một ngôi nhà 2 tầng ở thành phố Hangseong, cách Hán Thành chừng 40 km về phía tây nam. Con dâu của cặp vợ chồng trên đã bị thương nhẹ khi nhảy từ tầng 2 ngôi nhà xuống để chạy thoát. Hiện người này đang được điều trị tại bệnh viện, cảnh sát cho biết thêm và nhận định có thể chính cô này là người gọi điện thoại trình báo. Cơ quan chức năng tin rằng sĩ quan cảnh sát thiệt mạng là người đầu tiên có mặt tại hiện trường và bị bắn chết trong quá trình đối đầu với nghi phạm. Kẻ này sau đó có vẻ đã tự sát. Tại hiện trường, nghi phạm được xác định là một nam giới 75 tuổi đã bắn chết em trai và em dâu của mình bằng một khẩu súng săn. Vẫn theo Yonhap, nguyên nhân của vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình về vấn đề tiền bạc. Vụ việc diễn ra chỉ 2 ngày sau khi một người đàn ông mang súng bắn chết 3 người tại một cửa hàng tiện lợi tại thành phố Suyeon trước khi phóng hỏa hiện trường trong vụ tấn công, được tin là để trả thù gia đình của bạn gái cũ. Tên này sau đó cũng tự sát. Các vụ xả súng rất hiếm khi xảy ra tại Hàn Quốc, quốc gia có luật kiểm soát súng chặt chẽ, hầu như cấm mọi người dân sở hữu súng. Chỉ ngoại trừ một số rất ít thợ săn được phép sở hữu súng, nhưng phải cất giữ chúng tại đồn cảnh sát địa phương.